Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Chào Chúa và tất cả. Đến từ đâu? Bây giờ chị hỏi chứ, chị tôi nghe. Thấy Chúa tôi. Thế sao đứng đây? Giờ đứng đây thì khi mình đứng là nhìn cha rồi. Đây. Tôi là tay thánh hiến. Là tay thánh hiến của cha đấy. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ta hỏi ngươi tôi đến từ đâu? Chị có bị vậy nhỉ? Không ấy. Là chị bị, chị chính là vô si phê nhập đó. Có không? Có đúng không? Cha đang hỏi có đúng không? Chắc là cha chẳng hiểu đâu. Ừ, tôi không hiểu. Sao chị cha không? Cha chưa hiểu ấy. Vâng. Tôi không hiểu. Thì tôi nói cho cha hiểu nào. Ừ. Tôi hiện tại ở trước mặt cha ấy không phải là người phụ nữ này, mà là tôi, Lucifer. Tôi được Thiên Chúa cho phép nhập vào người phụ nữ này. Đến bây giờ là tròn 7 năm để làm chứng cho loài người và chính là con cái sự sáng. Khô khan nguội lạnh, biết tỏ tường là có Thiên Chúa và có ma quỷ hiện diện nơi chúng tôi. Nhưng tôi hỏi linh mục, giáo dân hiện tại không ai tin vào ma bảo quỷ, mà còn đồng lõa với chúng tôi là ngày lễ Halloween. Ngài hiểu chứ? Ừ, hiểu. Nhiều các linh mục cũng chẳng hiểu và chẳng ý thức. Tôi được phép nói qua người phụ nữ này để làm chứng cho lòng thương xót và kêu gọi con cái loài người hãy quay trở lại ăn năn sám hối lần hạt mân khôi. Tôi đứng trước mặt Thiên Chúa là đấng vô cùng tối cao, không được phép nói dối. Đúng rồi. Mặc dù tôi là cha của sự gian dối, nhưng trước mặt danh thánh người, người có quyền trên chúng tôi, sai chúng tôi đi thì tôi sẽ phải đi, bắt chúng tôi ở thì chúng tôi buộc phải ở, mặc dù chúng tôi không hề mong muốn hiện diện nơi người phụ nữ này là để kêu gọi, để làm chứng nhân về lòng thương xót của Ngài và kêu gọi con cái sự sáng ăn năn sám hối lần hạt mân khôi và quay trở về càng sớm càng tốt để tỏ cho con cái sự sáng và mọi người biết có Thiên Chúa và có ma quỷ. Nhưng hầu như các linh mục cũng chẳng tin vào chuyện này, cho người này là đóng kịch, ngớ ngẩn, làm trò. Nhưng tôi hỏi linh mục, vậy thì câu nói của Đức Giêsu của các ngài kêu
tên danh thánh ngài thì cả triều thần thiên quốc và người thế gian phải bái quỳ. Nhưng tại sao các linh mục lại cho rằng đây là một trò ngớ ngẩn? Không bao giờ Lucifer này phải làm chứng cho Đức Giêsu. Mọi sự đều có thể đến linh mục. Thế thôi. Ngài đã hiểu rồi chứ? Tại sao người phụ nữ này lại như thế này? Ngài có quyền kiểm chứng. Sự kiểm chứng của Ngài, nếu Ngài nói được tiếng nào, tôi sẽ trả lời tiếng đấy cho Ngài nghe. Tiếng nước ngoài hả? Chả hiểu tiếng nào, cho hỏi tiếng đấy tôi trả lời sao được. Để cho kiểm chứng thì có đúng là Lucifer không? Ý đúng không? Dạ. Cha hỏi tiếng tiếng nào? Vous parlez en français? Thì cô bé này kể thì cô phải khăn trẻ. Thì bố con mê cái bố con mê khăn trẻ cái lời em. Phục khăn trẻ cái lời. Et puis le fils de Marie. Et Marie m'a dit que comme tu es qui sont. Oui, mais ça c'est beau, hein. Les cookies. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần, ta hỏi mi, tại sao lại rước lễ bằng tay? Ta muốn hỏi lại một lần cho cha biết, tại sao lại cho rước lễ bằng tay? Tại sao lại cho rước lễ bằng tay? Ngài thấy sao? Tôi hỏi ngược lại ngài đấy. Ngài thấy sao? Luật của giáo hội là sao cho được rồi tôn trọng thì tất nhiên là được thôi, chứ mà vì có sự là bên đông người thì phải cho nó như vậy, như thế thì có gì. Nhưng mà một cái lòng mình trân trọng đối với Chúa là quan trọng nhất, cái lòng quan trọng, chứ còn những việc mà thế nhẽ là bây giờ cứ mở miệng như người xưa thì cũng được thôi, nhưng mà lâu đấy là nghĩa của con người thôi nên có. Tôi nói cho linh mục biết, đấy là lý lẽ của con người, đấng tạo thành ta. Tôi ví dụ cho linh mục này, ngài đến thăm cha mẹ của ngài, ngài có tính mất thời gian không? Cái là tùy mỗi người, tùy mỗi thì người. Bên nào trọng? Hình thức cũng tỏ vẻ tâm hồn đến linh mục. Đức Giêsu lời mình thấy là cực chấp. Biết rồi. Cực chấp. Thế giờ sao? Thì tất nhiên là bây giờ cũng có điều kiện để mà xứng đáng thì người ta phải làm một cái kiểu khác thôi. Đối với bố mẹ mình trường hợp mình mới có thể mình trân trọng mức độ nào là mình diễn tả được mức độ ấy thôi, còn ngoài ra không có thể gì mình giải pháp được. Ngươi đấy là lễ con người. Con người hay là thì việc làm con người là chính, chứ còn ngoài tin Chúa ở đấy gì, chứ là gì ở trong cái phạm vi ấy thôi, còn tin Chúa không, con người vẫn là con người. Ở trường khi mặc dù là thánh là Thiên Chúa, nhưng người đã mang lấy thân xác con người và đã nhập thể vào con người thì Chúa sẵn sàng để cho chúng ta đối xử với người như một người, là một người ở giữa chúng ta vậy. Cái trò là như thế. Không có gì khó khăn gì.
Bởi chính chúng ta là cái người được đến Chúa, Chúa đến để mà để làm bạn với chúng ta và coi chúng ta là bạn hữu của mình. Cho nên chúng ta không sợ hãi gì, vì Chúa không, không muốn làm cho chúng ta trở thành những con người bị sợ hãi. Quá là chúng ta, vì chúng ta chỉ là được trước mặt Chúa, chúng ta chỉ là sâu bọ, thụ tạo. Thế nhưng mà Chúa đã muốn như thế thì phải biết vậy nhá, là gì? Nhân danh Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần, ta hỏi mày, sách lễ Roma sắp thay đổi, sách mới đến từ Thiên Chúa hay đến từ ai? Sách lễ Roma. Tao không phải nọc đi nọc lại. Mày biết điều đấy cơ mà. Nhưng nếu Thiên Chúa muốn, nếu có tin không, hay chỉ lấy nó luôn còn nói cái điều không cần biết đâu, biết là vậy. Nên bây giờ thế này nhá, cha được con hỏi, được rồi, nó không trả lời, con hỏi lại cái này sao chịu có. Thế bánh nhân danh Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần, ta hỏi là nếu Chúa muốn, bánh lễ rượu nho đã có truyền thống từ lâu đời và làm từ các nhà sơ nhà giàu, mà tại sao sắp phải thay đổi, không được làm nữa mà phải chuyển từ tòa thánh Roma về để cho các linh mục dùng, có vai trò gì và vai và ai sản xuất? Cha để yên, cha nghĩ đi. Mà Khải thì chúng mày không tin, nhưng mà chúng mày đã bắt tao phải trả lời. Trái ngược quá. Các Mặc Khải thì cho rằng từ ma quỷ mà đến là tao, sứ điệp từ trời đấy, giáo hội đang cấm. Nhưng bắt tao phải trả lời à? Nhưng mà chúng mày phải nhớ, tao đánh từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài, nhưng không thấy ai hiểu được, kể cả các linh mục. Linh mục cũng là người. Đánh từ trong ra ngoài là từ đâu? Kể cả nên các linh mục, mày có đưa tao đến, không giải quyết được vấn đề gì đâu. Không tin được quá tưởng tượng của con người, quá mức tưởng tượng của con người, chúng mày không thể hiểu. Nên nếu Chúa muốn mày phải nói gì? Mày phải nhớ, giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền, tức tông đồ truyền, tông đồ truyền. Còn Chúa của chúng mày nói một là một, hai là hai, chứ Chúa chúng mày không nói hai là một và một là hai. Cứ truyền thống mà giữ. Nó có gì thay đổi? Thay đổi linh mục ạ. Thế bây giờ còn tôi còn linh mục thay đấy, nhưng mà sự thay đổi của tôi nó ngọt ngào lắm, các ngài không nhận biết ra được điều gì đâu. Thầy, không thầy, bao giờ nhận biết ra được. Chúa là Chúa còn được sự thay đổi loài người hay là ở nơi cái thì nhiều khi nó do một cái yếu tố nào đó, cho nên gọi là có thể là do sự yếu đuối của con người. Nhưng mà rồi sau đó mình nó bị ấy thôi, thì dù có quỷ hoặc cũng Satan, mà chị đã xưng mình là chị là Satan. Tôi không phải là chị. Chị cũng không bao giờ làm gì được rồi, nhé. Không có làm gì được đối với giáo hội cả, giáo hội không bao giờ. Cho nên chúng ta có mọc ngà đây, chúng ta chẳng làm sợ là làm gì được giáo hội. Là như thế, nhé. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần, ta hỏi người, kinh lạy cha thay đổi, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, đổi thành xin đừng để chúng con vào trong cám dỗ. Câu kinh này đến từ ai, có vai trò ý nghĩa gì? Nếu Chúa muốn, ta chẳng trả lời được đây. Thế ta chẳng vừa trả lời được gì. Kinh lạy cha, con người lấy chúng mày à, hay Thiên Chúa? Mà ngài nói một là một, hai là hai. Đấy. Thế thôi.
không sợ hãi gì, kể trong phó nó là người Chúa. Dạ. Không có liên quan cái gì nói quá nó rắc rối rồi trời. Con gì nữa, con gì nữa. Con hỏi một hai cái này nó hết vào cái này nữa. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần, ta hỏi mày, lời truyền phép của Chúa, bánh và rượu nhập thể thành mình máu Thánh Chúa, tại sao giáo hội lại sắp thay đổi thành ý nghĩa tưởng niệm điều đó đến từ ai? Ý nghĩa tưởng niệm. Mày hỏi thì con đã nói cha rồi đấy. Khi thanh lễ thường tín bị thay đổi thì điều huyết tưởng khốc hại sẽ được đặt lên. Ai nói vậy linh mục? Cha không cha nào trừ nó ra rồi. Không cha nó luẩn quẩn thôi nhá. Phải nó phải làm gì là ác cái gì. Không, nó không có là làm chứng. Không, nhưng mà tôi hỏi rồi đấy, nó có vào, nó có làm hại gì người ta đâu. Không, không làm hại gì thì đi kể. Nếu mà là tôi làm hại được người này thì đã không đến từ Thiên Chúa. Vì tôi là kẻ vô cùng độc ác và xảo trá. Không làm. Cái này là được phép, tôi đã chẳng nói từ đầu hay sao? Đúng rồi. Cái này là được phép, mặc dù tôi cũng chẳng hề muốn. Nó khác lắm, nhưng nó không ấy. Vì nếu mà tôi làm chứng thì sẽ lợi ích cho các linh hồn. Cho nên tôi không muốn. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần, ta hỏi mày, chuẩn bị có hợp nhất liên tôn, tôn giáo toàn cầu đến từ Thiên Chúa hay từ ai? Có phải từ mày không? Ý mày hỏi tôn giáo hiệp nhất chứ gì? Đúng rồi, chính xác. Tao nói thật cho chúng mày biết. Hãy xem mà cảm nhận. Hãy xin ơn phân định. Hãy nhìn xem mà cảm nhận. Chúa mặc khải cho ai thì người đấy được hiểu. Nên nhớ như vậy, Chúa chúng mày mặc khải cho ai thì người đấy được hiểu. Còn không, kể cả các linh mục cũng không hiểu được thế nào tôn giáo.